Ok và hello xin các bạn, và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ khui một cái bao thức ăn dặm cho hamster nha các bạn. Đây, một cái bao thức ăn dặm rất là to luôn. Đó, thì nói chung là thức ăn dặm ở shop mình thì nó cũng hết rồi các bạn. Cho nên là hôm nay mình lấy hẳn một bao lớn như thế. Và mình có về thêm một vài loại thức ăn mới nữa. Đấy, cho nên là nó khá là to như thế này. Rồi, và bây giờ mình sẽ khui ra nha. Khui ra rồi mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem sao nha. Rồi, và đây, cái bao thức ăn của mình nó mình mới thấy có một bịch nó bị chuột cống nó cắn nè các bạn. Đây, nó cắn hết một lỗ rồi nè. Đó, thì mình không biết nó đổ ra nhiều hay là không. Nếu như mà đổ ít thì không sao. Đó, rồi bây giờ mình sẽ xách cái bao này ra nha. Để xách cái bao này đây đi. Đó. Còn ở phía dưới này á là cả một cái bao cốm gạo nha các bạn. Đây, một cái bao cốm gạo rất là khổng lồ luôn. Đó. Tại vì mình thấy các bạn rất là thích mua cái loại cốm gạo này cho mấy con chuột nhà ăn á. Với lại là mấy con chuột nó rất là thích ăn cái cốm gạo trắng này luôn. Cho nên là mình lấy hẳn một bao lớn như thế là nó khoảng 5kg nha các bạn. Đấy. Rồi, và bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Mình lấy ra khỏi cái bao ở ngoài đi rồi review cho các bạn xem. Rồi, và đây là cái bịch cốm gạo rồi các bạn. Đây, một bịch rất là to luôn. Thì cái cốm này các bạn có thể mua về cho những con chuột hamster nhỏ nha. Những con chuột mà nó gọi là tập ăn á, thì các bạn có thể mua cái cốm này về và rải ở phía dưới chuồng á, nó sẽ tự động mà nó ăn. Đấy, thì nói chung là cái cốm này nó rất là mềm các bạn, khá là mềm. Đấy, cho nên là mấy con chuột tập ăn á, nó rất là dễ ăn luôn. Bạn có thể mua về và cho nó ăn. Còn ngoài ra thì các bạn có thể mua thêm để mà trộn chung bịch thức ăn á, để cho nó ăn thêm cũng được. Đó, mấy con chuột rất là thích cái ăn cái này luôn á. Rồi, và mình sẽ phân ra một bịch 10.000, 100g để bán cho các bạn nha. Rồi, ok. Rồi, qua bên này là một số thức ăn mới nè các bạn. Đây, để mình khui ra rồi review cho các bạn xem nha. Rồi, và đây là một bịch, cái này người ta kêu bằng là cua sợi các bạn. Đây, một bịch cua sợi nha. Đây là cái món thức ăn mới nha các bạn. Đó, cua sợi nè. Đấy, các bạn thấy sao? Thấy cái màu nó cam cam rất là đẹp luôn. Đấy, giống màu của mấy con cua mà nó bị luộc rồi các bạn. Đó, còn cái món này nói chung là mới, mình chưa có cho mấy chuột mình ăn lần nào hết trơn á. Để bữa nào mình cho nó ăn thử đi rồi review cho các bạn xem nha. Ở đây có một bịch kẹo nhưng mà cũng bị chuột nó ăn, nó cắn luôn rồi các bạn. Đây, mấy con chuột cống ở ngoài cái chỗ mà mình gửi hàng á, nó phá quá các bạn ơi. Đây, nó vào nó cắn đồ ăn hết trơn luôn rồi. Rồi, ok. Thì giờ mình sẽ để vào nha, sẽ hốt vào lại. Rồi, và tiếp theo đó chính là yến mạch nha các bạn. Đây, yến mạch này thì kỳ này mình lấy là yến mạch dạng lá các bạn. Đây, dạng miếng miếng to to như thế này. Thì yến mạch này thì nó còn một loại nữa, đó chính là dạng bột. Nhưng mà dạng bột có thì khi mà các bạn cho nó ăn thì sẽ rất là dơ luôn. Đó, thì mình thấy là vậy. Thì mấy hôm trước mình có lấy một lần rồi đó, cho nên là mình không có lấy về nữa. Đây, mình lấy dạng lá về để bán cho các bạn, cho nó ăn cho nó sạch sẽ một tí. Rồi, và đây là cái bịch kia là cua sợi, còn bịch này là cá sợi nha các bạn. Đây, cá sợi thì nó màu trắng như thế này. Thì mình không biết cái mùi vị như thế nào nữa. Để một tí nữa mình sẽ khui ra cho mấy chuột mình ăn thử coi. Rồi, để bẩn luôn nha. Và cuối cùng là rau củ mài răng, hay là còn gọi là mài răng rau củ á. Đó. Thì cái loại này á, là mấy con chuột nó có thể cạp, để vừa cạp để cho cái răng nó mòn bớt ha. Và nó có thể ăn được luôn nha. Đồng thời nó cũng cung cấp chất dinh dưỡng được cho mấy con chuột luôn. Còn cái loại san hô á, thì các bạn cũng có thể xài được luôn. Nhưng mà cái loại đó thì nó sẽ không có cung cấp chất dinh dưỡng gì hết nha. Nó chỉ là cái đồ mài răng cho mấy con chuột nó cạp chơi thôi. Rồi, ok. Thì nói chung đây là tất cả các loại thức ăn mà mình lấy trong đợt hàng kỳ này. Đây, nói chung là lấy cốm gạo về là nhiều nha các bạn. Còn lại thì mình lấy mỗi loại 1 ký mấy 2 ký thôi. Và qua bên này thì mình sẽ có một thùng. Đây là một thùng lồng và một số món đồ chơi mới cho kỳ này luôn nha. Đây, mình lấy về khá là nhiều mẫu lồng các bạn. Đây là mấy tấm lưới rồi nè. Đây, mình sẽ để mấy tấm lưới này qua nha. Đó. Tấm lưới thì nói chung là kỳ này mình lấy lồng hoàng tử, loại lớn và loại nhỏ. Với lại hình như là có lồng ngũ sắc nữa các bạn. Đó, thì nói chung là có 2-3 mẫu đó. Rồi, bây giờ mình lấy lưới thôi nha.
Và đầu tiên là các bạn thấy nè, đây là loại trái banh nha các bạn, đây là banh chạy cho mấy con chuột luôn á đó. Nhưng mà cái này là nó bằng sẽ bằng nhựa dẻo nha các bạn, nhựa nó khá là mềm chứ không phải là như là nhựa mica, nhựa cứng đấy. Thì cái size này thì mình lấy hai size, một size nhỏ và một size chung đó. Thì nói chung là những con chuột nào mà dòng hamster nhỏ nha đều xài được hết. Còn bia thì nó xài không được nha các bạn, bia thì phải mua loại chế banh nó to hơn một tí mới được. Đây mình gắp cho các bạn một trái cho các bạn xem nè. Đấy, thì cái này nó cũng rất là dễ gắp luôn, nó sẽ có ba cái chốt ở đây đấy, và các bạn chỉ cần gắn vào như thế là được. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái nắp nó vào nha. Đây cái nắp cũng rất là dễ gắn vào luôn. Rồi sau khi gắp xong thì nó sẽ như thế này. Đây quả này là quả lò nhỏ nha các bạn, và xung quanh thì nó sẽ có những cái lỗ thoát khí để mà cho con chuột nó thở được nữa, và rất là thoải mái khi cho mấy cái chuột vào trái banh này chơi luôn. Đây nó có khá là nhiều màu các bạn. Còn cái này là mẫu loại chung nè các bạn. Đây mình tháo một chiếc màu xanh này ra cho các bạn xem luôn nha. Thì nó cũng giống như là cái loại mẫu loại nhỏ kia thôi, nhưng mà cái size nó sẽ to hơn, dành cho những con chuột nào mà nó bị cái dạng như là nó hơi bị mập đó các bạn, thì các bạn mua loại chung cho nó xài nha. Còn cái loại nhỏ thì các bạn có thể mua cho robo rồi đó. Loại size cái kích thước con chuột bạn nó nhỏ một tí á, thì các bạn có thể mua loại nhỏ. Rồi cái này nó cũng có hình như là ba cái chấu để mình gắn vào thôi. Và xung quanh thì nó cũng có những cái lỗ thoát khí luôn, các bạn đừng có lo mà nó bị ngợp khi ở trong trái banh đó nha. Rồi đây các bạn, sau khi gắp xong thì nó cũng giống hệt trái kia luôn đấy. Thì ở đây nó có hai cái lỗ đó các bạn, đây hai cái lỗ đây đó. Thì hai cái lỗ này các bạn có thể mua mà sắt về á, các bạn có thể chế thành một cái chân để mà móc hai trái banh này vào đấy, và sẽ thành là một trái banh mà có hai công dụng luôn đó. Các bạn có thể mua sắt về mà các bạn chế nha. Rồi và trong này thì nó có rất là nhiều màu luôn, màu xanh, màu đỏ, đồ rất là nhiều luôn. Các bạn có thể mua về và cho mấy con chuột của bạn nó chạy vòng vòng nhà hoặc là vòng vòng cái phòng của bạn nha. Đấy chứ đừng có thả nó ra ngoài lộ cho chạy nha. Đấy thì nói chung là nhà bạn nào mà có nuôi chó mèo đó thì các bạn thả nó ra chơi khá rất là an toàn đó. Mấy con mèo rồi nó không có làm gì được đâu. Rồi và đây là queo nè, queo với lại combo của mấy cái lồng ngũ sắc đó các bạn. Đây lồng ngũ sắc thì nó sẽ có combo chén ăn, bình nước với lại một cái đồ chạy. Ở đây mình sẽ lấy cái lồng này ra cho các bạn xem nha. Đây và đây là cái lồng ngũ sắc, ủa không, cái này là cái lồng hoàng tử nha các bạn, nhưng mà size nhỏ thôi đó. Thì một combo của nó sẽ như thế này, nó có một cái nhà rồi cầu tột đồ các thứ các kiểu luôn. Còn trong này thì nó có cả màu nâu nha các bạn. Đấy cái này về thì có màu nâu, màu cam lại màu xanh nữa đấy. Thì cái lồng này thì các bạn có thể là nuôi một cặp nha, một cặp chuột dòng nhỏ nha. Đây còn cái mẫu này là mẫu lồng hoàng tử mà loại lớn nha các bạn. Loại lớn thì các bạn cũng có thể nuôi 1-2 con, thậm chí là 3 con đó, dòng chuột nhỏ nha các bạn. Còn bia thì nuôi mình nghĩ là không có vừa, thì cái lồng này cái bề ngang của nó khoảng 20 mấy cm thôi à. Đấy còn đây là một số màu nè của lồng hoàng tử nhỏ nè. Đấy lồng hoàng tử nhỏ có cả màu hồng luôn nha các bạn. Đấy các bạn nam nào mà thích màu hồng rồi đó ha, đấy mua vàng cái xài là quá chuẩn luôn á. Rồi ok thì nói chung cái này còn lồng ngũ sắc với lại một miếng mút đồ lót rồi thôi. Rồi và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha. Và các bạn cần mua hàng thì có thể inbox ở phía dưới fanpage, để mình sẽ có để cái đường link trang fanpage của mình ở phía dưới phần mô tả nha. Và sau cái video này và mình sẽ đăng thêm một cái video nữa. Và cái video thứ ba là cái video mình sẽ tổ chức một cái event cho các bạn tham gia nha. Và các bạn nào mà yêu mến mình nữa thì có thể tham gia để mà lãnh quà nha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye. Nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nha.